Dạ vâng ạ, Alun Audio xin được gửi lời kính chào tới toàn thể các bác. Xin mời các bác cùng toàn thể quý anh chị em sẽ cùng ngắm qua một vòng trước khi em sẽ mở shop để giới thiệu review tới toàn thể các bác nhé. Đây là đôi loa JBL, mã số là SRX718, hàng mới tinh, có mỗi 2 quả đấy các bạn, hàng bãi em có mọi người nhé. Hàng bãi đây, có hàng để chào bán tới các bác ạ. Bác nào cẩn thận thì mình lấy hàng mới nhá, hàng mới sẽ đắt hơn hàng bãi. Còn đây đi các bạn, đây đi là Power Shop K3 Italy, rất nhiều các bác mong đợi và chờ clip em review đúng không ạ? Phải nói rằng là đam mê âm thanh thì nó không có giới hạn. Ngày xưa với những chiếc đẩy 1-2 triệu, 3-4-5 triệu là đã thỏa lưỡi liềm đam mê rồi, sau đó đến những cái đẩy khoảng gần 10 triệu, sau đó là hơn 10 triệu rồi vài chục triệu, và tới bây giờ có những chiếc đẩy thực sự là cao cấp. Power Shop hàng nhập Italy các bác nhé, Made in Italy K3. Còn tiếp theo nữa là gì nhỉ? Loa súp các bác nhé, JBL 618. Tôi loa súp này độc ở Việt Nam các bác, ít lắm, không phải lúc nào muốn mua cũng có, mà giá thành nó hợp lý, 618 mọi người nhé. Và tiếp theo, đôi loa này chắc là duy nhất ở Việt Nam thôi, cũng không có. 915, đấy, gớm chưa các bác? Em sẽ mở hộp ra review cụ thể mọi người nhé. Cắt đôi này trước, không làm mất của thời gian của toàn thể các bác đâu. Hàng về tuy ít, đúng không ạ? Nhưng chất lượng thì xin được khẳng định toàn thể các bác. Mà ba đôi loa này đều là mới tinh cả các bác nhé. Ok chưa? Đều mới tinh cả. Đây là súp JBL 718S, còn một đôi các bác nhé, 2 quả, hàng tồn kho, nó còn nguyên hộp súp luôn. Power Shop K3 xin được trình làng review tới các bác. Các bác thân mến, riêng về phần chất lượng đúng không ạ, thì hàng mới, em bóc shop lên đây. Riêng về hàng mới đúng không ạ, thì không phải quảng cáo quá nhiều đúng không ạ, về cái sản phẩm, vì lý do là không lo là hàng còn đẹp bao nhiêu phần trăm hay là hàng đã sửa chữa hay chưa đúng không ạ. Đấy, ok. Mía thắng thì khỏe hơn, nhanh tay hơn. Đấy, mọi người nếu mà khó tính thì mọi người mua hàng mới nhé. Còn mua hàng bãi đấy ạ, thì nó sẽ phải có xước sát đúng không ạ, nó phải có thế này thế kia đúng không ạ. Nhưng quan trọng là cứ bảo đảm là hàng vẫn còn đẹp, nếu hàng bãi bảo đảm còn đẹp và còn zin là ok đấy, còn nó không tránh được xước sát đâu ạ. Còn mọi người khó tính nhá thì mọi người chọn hàng mới luôn. Đây ạ, hàng mới đây, em có một đôi. Thì báo cáo toàn thể các bác về phần giá cả thì em cũng xin được chia sẻ cụ thể luôn. Với những đôi loa súp 718SRX sở hữu bát 50 từ leo coi 7,6 dòng coi 2 tầng côn, thùng gỗ sơn dần cát này thì em chào bán giá ngoài 50 các bác nhá. Ngoài 50, ok chưa ạ? Em có mỗi đôi các bạn, đấy, không có đôi thứ hai, một đôi thôi ạ. Ok chưa ạ? Đây em quay cẩn thận kỹ lưỡng mọi người nhá. Ui dạ, hàng mới xin xò. Này ạ, SRX718S Made in Mexico các bác nhé, Mexico 8 ohm SRX700. Đấy, đẹp từ trong ra ngoài. Ok chưa? Đó, và các bác lưu ý này, rất nhiều anh em cũng có hàng, cũng đã giới thiệu review cụ thể rồi. Những sản phẩm này nó đều là sản phẩm tồn kho, nó sản xuất vài năm rồi chứ không phải vừa mới sản xuất. Đó, không phải là vừa mới ra khỏi công ty lóng hổi các bác nhá. Đấy, vì vậy là cái hộp số của nó không được đẹp xuất sắc đâu. Đó, ok chưa? Những sản phẩm, những đôi loa súp này đều là những cái đôi loa, kể cả 725 hay là 525 đúng không ạ, 738 đều là những đôi, ví dụ như là tồn kho là thứ nhất, thứ hai là hàng bày mẫu đúng không ạ, hàng live lưu, hàng demo đấy ạ. Đó, ok chưa?
À, cái này là hàng mới nhưng mà nó không còn cái đôi tem đâu các bác nhá. Đấy. Em nói đây là tem xịn, chứ còn nếu mà tem dán bên ngoài vào thì không thiếu đâu ạ. Thùng có hiện tượng bị mốc này. Và đây ạ, đây là đôi súp 618 MRX các bác nhá. Một đôi duy nhất. Đấy, một đôi duy nhất. Ok chưa? Thôi cứ để anh em rút ra xong thì em sẽ review sau, để anh em tháo ra nhá. Còn đây là con đẩy bao xốp K3 mọi người nhé. Đó. Bao xốp K3 có đít bi mọi người nhé. Em sẽ review cho toàn thể các bác. Anh em cắt từng quả một, em sẽ giới thiệu giá cụ thể. Đây đôi loa súp hơi 618 các bác này. Thì đôi loa súp hơi 618 này nó ít gặp ở ngoài thị trường đó các bác nhé. Có thể là may mắn mới gặp thôi. MRX các bác nhé. MRX 618. Đời MRX này thì nó có này 418 này, 518 này và 618. Thì 618 thì là cao nhất mọi người nhé. Ok chưa? Giá của nó thì là chưa đến 40 các bác nhé. Giá chưa đến 40. À vâng ạ, thì em trả lời luôn cái câu hỏi để cho các bác của anh em có thể sẽ đặt ra ở video này đúng không ạ? Ví dụ đôi súp 718 này đúng không ạ? Giá ngoài 50 thì chắc chắn là các bác open kê rồi, đúng không ạ? Chắc chắn là các bác open kê. Rồi sấp xỉ trên dưới 50 triệu. Còn đôi súp 618 này, đây để anh quay tí đã. Thì giá của nó là trên dưới sấp xỉ 40 triệu. Các bác nhá. Trên dưới sấp xỉ 40 triệu. Thì nhiều các bác có thể sẽ có những câu hỏi thì em trả lời luôn. Với cái giá khoảng sấp xỉ 40 triệu thì có thể lấy luôn đôi 718 bãi đúng không ạ? Nhưng thưa các bác thân mến, bãi nó có giá trị của bãi, mới nó có giá trị của mới đúng không ạ? Ví dụ như là cũng bỏ ra số tiền khoảng trên 40 triệu một xíu, các bác có thể là sở hữu được một đôi loa đây 718 mới đúng không ạ? À 718 bãi. Đấy, nhưng cũng có giá tiền như thế, các bác chỉ lấy được một đời 618 thôi. Đấy. Nhưng mà đây nó là loa mới tinh, giá trị nó khác. Đúng chưa? Còn mình sử dụng hàng bãi giá trị nó khác. Mới tinh thì yên tâm, đơn giản như thế, đúng không ạ? Đấy, hai đôi nhá mọi người nhá. Và tiếp theo, cắt lốt cho anh quả 915. Đấy. MRX 618, MRX 600 các bác nhá. Quả 718 là made in Mexico, còn quả 618 là made in Chile các bác nhá. Hàng xịn các bạn. Và còn một điều nữa, đó là nhiều các bác cứ thấy men chila thì bảo là không thích. Ok, bác nào thích thì em bán, còn bác nào không thích thì em chịu, đúng không ạ? Vì chính thức những cái sản phẩm này, đúng không ạ? Cái nguồn gốc xuất xứ của nó rất là rõ ràng, hàng xịn là xịn. Hiện tại em đang sở hữu và sử dụng 5 chiếc điện thoại iPhone các bạn, 5 chiếc. Hàng xịn, thương hiệu công nghệ của Mỹ đúng không bác, nhưng sản xuất tại China. Đó. Thì mọi người hãy có nghĩa là thoải mái sáng suốt một chút, đúng không ạ? Điện thoại iPhone này sản xuất Chile mọi người nhé. Đấy, chứ nó không phải là sản xuất tại Mỹ đâu. Hàng xịn. Ok chưa? Miễn sao các bác mua đúng hàng xịn là được. Còn đây ạ. Vâng ạ. Một đôi hết đời hết số các bác nhé. Mọi người để ý này. VRX các bác nhé. Đây là VRX chứ không phải là SRX nữa các bác nhé. Và đến đời 9, nói tóm lại là không một đôi loa nào cao hơn đôi loa này nữa. Chấm hết. Thế thôi, giới thiệu như vậy thôi, đúng không ạ? Đó, bát 40. Đấy, giá chưa đến 60 các bạn. Dành cho anh em đam mê. Và nói chuẩn chỉ là đam mê thì không bao giờ có giới hạn các bạn nhé. Đam mê không có giới hạn đâu. Ok, hết. Đúng không ạ? Hết rồi. Ba đôi các bác nhé. Đây là bị ngược tháng này. Đúng không? Ok chưa? Ok, được rồi, tí em sẽ đảo lại sau các bạn, không vấn đề gì cả. Ok chưa? VRX các bác nhá. Mình chuẩn chỉ đời cho em ạ. VRX 915. Giá chưa đến 60, hàng mới tinh. Toàn những hàng xịn sò thôi ạ. Các bác yêu quý cho em xin một ly một like nhá. Lại đăng ký ủng hộ kênh. Ok chưa? Những sản phẩm chuẩn chỉ chất lượng. Đó. Không bao giờ là giới hạn cho audio. Năm nay sản phẩm này cao cấp, sang năm có những sản phẩm khác cao cấp hơn. Ok chưa? Và thưa các bác thân mến, cảm ơn các bác của anh em đã tham khảo video. Em sẽ phép là sẽ dừng lại clip tại đây.
xin được hẹn gặp lại các bác của anh em ở những clip tiếp theo. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm hãy liên hệ trực tiếp cho em qua các số máy ở trên tấm biển nhé. Địa chỉ cửa hàng tại Trụ Thương, Đồng Lạc, Chí Linh, Hải Dương, và em có thể giao hàng đến tận nhà cho các bác của anh em. Ok, xin phép chào toàn thể các bác ạ.